Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Rất vui được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Phong thủy nhà ở của Phong thủy May mắn. Quý anh chị thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy May mắn đã nhận được rất nhiều góp ý và phản hồi của quý vị khán giả về xây nhà năm nào hợp, xây nhà năm nào thì tốt, tuổi em thì ở hướng nào hợp và rất nhiều câu hỏi khác. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi đồng thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết trong năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào đậm thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Phong thủy May mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà trong năm 2021. Được sự tư vấn tận tình của các thầy thì hôm nay Phong thủy May mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước khi làm nhà động thổ, cải tạo, xây cất sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 phải xem mình có phạm phải tuổi đại kỵ không, đó là tam tai, hoang ốc và kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà sẽ bị hạn tam tai. Gia chủ đang phân vân tuổi 1999 xây nhà năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui xẻo sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí thì giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi 99 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào trong hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 vào năm 2021 không bị phạm kim lâu và tam tai, nhưng phạm vào hoang ốc nên việc xây nhà cũng không được cát lợi. Quý anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc mượn tuổi động thổ làm nhà để được đắc cát nhất. Còn tiếp theo ta sẽ xét đến vận đất theo lưu niên mỗi năm thì các thiên tinh đào đến khác nhau nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi. Xem xét cụ thể như sau, tuổi Kỷ Mão 1999 nam mệnh khảm thủy có 4 hướng tốt, đó là Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam diên niên và Đông nam sinh khí. 4 hướng xấu đó là Tây hỏa hại, Tây nam tuyệt mệnh và Tây bắc là lục sát, Đông bắc ngũ quỷ. Còn hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay là sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Kỷ Mão 1999 xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa dương tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo đó là hướng đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới thì cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng đông bao gồm tọa Tân, hướng Ất, tọa Canh, hướng Giáp. Năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận phá sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho hướng nhà đông. Tuổi 1999 Kỷ Mão xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng đông bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy May mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang
mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn xét đến hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021, sao Nhất Bạch Tài Tinh đáo đến. Nhất Bạch Tài Tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý, hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Kỷ Mão 1999 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân thì dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn, vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi lập nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Xét sang hướng Đông Nam thì gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 phạm vào Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên đồng thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa gì. Tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, xếp vào hàng đại cát đại lợi, vì sinh khí tự mình là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín là sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí do hình thế loan đầu ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Tiếp theo, chúng ta xét đến hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vậy không nên xây mới là sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt thì xây dựng được vào năm 2021. Người tuổi Kỷ Mão 1999 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào hòa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ làm trí cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Hướng tiếp theo chúng ta cùng xét tới đó là hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa thì những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây mới được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Kỷ Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải.
Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Xét sang hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm 2021 Tân Sửu Phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất tọa Tốn hướng Càn Phạm Mậu Long Biến Vận Sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Cúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Mão đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương pháp khí phong thủy bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 99. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế là sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Đối với nam mạng Kỷ Mão, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, không hợp hướng, bị phạm vào Ngũ Quỷ, mà Ngũ Quỷ là sao Liêm Trinh thuộc Hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm 99 đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 99. Đối với nữ mệnh sinh năm 1999, Kỷ Mão thuộc cung Cấn Thổ có 4 hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí, và 4 hướng xấu đó là Nam Họa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát và Bắc là Ngũ Quỷ. Đầu tiên chúng ta xét đến hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế vào sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Kỷ Mão xây nhà và ở hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ bắt rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà gương pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Tây Bắc thì gồm có ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Tân Sửu Phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Còn sách đến hướng Tây thì gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ, năm tân sửu những nhà tòa giáp hướng canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tòa mão hướng dậu tòa ất hướng tân xây mới rất tốt, nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt thì xây được trong năm nay thì nên xây. Tuổi Kỷ Mão 1999, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Còn nếu khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Nam, gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Tân Sửu 2021 Thái Tuế tại Sửu, những nhà tòa Sửu hướng Mùi thì không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tòa Dần hướng Thân, tòa Sửu hướng Mùi phạm mộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tòa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông tượng với là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa giường bàn học tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Sắp tới hướng Nam thì gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh vào năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Người tuổi Kỷ Mão mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hòa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tỷ Mão sinh năm 1999. Xét sang hướng Đông thì gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 thì không nên xây mới hay là sửa chữa. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm mệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải các cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999.
Hướng tiếp theo đó là hướng đông gồm ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới cần hết sức phải lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng đông bao gồm tọa tân hướng Ất, tọa canh hướng giáp năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh lớn thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp. Đối với nhà hướng đông. Tuổi Kỷ Mão 1999 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Mão đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Xét đến hướng Bắc thì gồm có 3 sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay là sửa chữa cần hết sức lưu ý. Năm 2021 hướng Bắc là tốt nhất để xây mới, vì vậy nếu có điều kiện thì anh chị hãy tận dụng xây mới trong năm nay nhé. Với nữ mạng Kỷ Mão thì xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 đang ở nhà hướng Bắc thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Năm 2020, Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của Hồng Phạm ngũ hành khi nạp âm của Thái Tuế khắc với nạp âm của mộ long vận, tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình. Quan vận sự nghiệp thì trắc trở, ly hương. Năm 2021, Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là thổ khắc mộ vận thủy, nhâm thìn nạp âm thủy. Các sơn giáp dần thìn tốn tuất khảm tân thân sửu quý khôn canh mùi năm 2021 không phải là năm để khai sơn lập hướng. Thái Tuế sát là đối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi quan tai tật ách nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu trên địa bàn, nên không xây mới hay là tô tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn về tam sát, đó là kiếp sát, tai sát, tuế sát, vào năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông và Đông Nam với ba sơn dần mão thìn, chủ tai họa là sát khí của năm, cần phải kiêng kỵ nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát một lúc, tác họa vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn dần mão thìn không xây mới cũng hạn chế tô tạo phương này, tránh để tai họa. Mậu Kỷ Đô Thiên. Mậu Kỷ Đô Thiên là sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ong không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu Đô Thiên giáp nam mệnh, Kỷ Đô Thiên giáp nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng thìn tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Về ngũ hoàng đại sát, cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tô tạo. Nếu phạm phải khí này nặng
thì mất người, còn nhẹ thì ôn tật thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay là tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp cho những người ở trong nhà được bình an và may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng các khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng bị phạm vào hòa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh. Ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải. Trên đây thì Phong thủy May mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán xây mới và sửa chữa các hướng nhà trong năm 2021 cũng như là việc hóa giải nhà ở khi không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Hướng Bắc thì xây đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay là sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà thì có được hay không, chúng ta cần phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí, bố cục và nội thất hợp phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình Phong thủy May mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.